Nó gà đang đấu với con, đang đấu với con nó đang đấu với con mồi, lỡ mình úp rồi giờ để gình gình đừng đừng để lấy cái chụp mình đem lại mình dùm mình úp nó lại coi. Giờ chưa dám lại, để cho nó đấu nó mê 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 đi. Chứ gì lại sợ nó bay nè. Đang đấu với con lợn. Qua con chân rồng bển này núp cặp bên đó có con chân rồng bển đó nghe nè, con lỡ nữa. Con nội bển nó ngậm cái họng đi ngu hỏi đi qua bển nữa giờ. Rồi nghe chân rồi, nó nghe con chân rồng ngu bển nó đi qua bển nữa anh em ơi. Đó, nó nghe chân rồng ngủ bển nó đi qua bển này, nó nhiều con quá trời, giờ không biết nó đấu con nào để cho nó mê cái rồi mới dám mà úp nó nè. Chứ mà giờ mà úp ẩu cái là bắt đầu nó bay ra rừng, nó bay lên trên cái này cái gọi là ở chuồng luôn. Cho ăn quên đóng cửa, con máy đi mất tiêu luôn rồi, con máy đi mất tiêu rồi nghe anh em. Sao mà còn con cộ nó còn đeo đây nè, hèn chi nãy giờ sáng mình không cũng không hay nữa, không có chuồng ơ quy ra nè, chuồng ơ quy nè, sáng giờ mình đâu có hay đâu, tự nhiên mình thả mấy con mồi ra cái mình đang nghe sao tự nhiên mấy con mồi làm gố lên hết trơn, thả mấy con mồi ra cái nghe mấy con mồi làm gố hết trơn cái mình đi ra thì thấy nó đậu trên cái miếng trắng này nè, ở đâu mà nó rớt xuống nó cái phịch trên cái miếng trắng này nó đậu đấy. Ủa ở đâu có con bổi gì ta, trời ơi nó phát nó đổ gù cái mình mới biết, nghe tiếng mới biết là đó là con mồi của mình. Khổ ghê luôn, giờ sao bắt nó đây nè. Và nó đấu với chân rồng luôn rồi. Cho nó đấu mùi mùi để mình gìn gìn qua mình chụp nó chứ. Lấy cái úp nào mình chụp nó chứ sao. Con máy đi mất tiêu rồi.
Rồi hôm mình bỏ một miếng đồ ăn vô cho nó, thấy hết lúa rồi hốt nấm lúa mình bỏ vô, nấm lúa đột bỏ vô mà mình quên đóng cái cửa chuồng, quên đóng cửa chuồng đi, nó ra nào mình cũng không biết luôn nữa, không biết ra hồi sáng này hay là hồi hôm mình cũng chả biết luôn nữa, không biết nó ra hồi nào luôn. Tự nhiên sáng mình thả mồi, mình thả mấy mồi ra phơi nắng, mình nghe tự nhiên ở đâu mà mấy con mồi tự nhiên nó phát lên, nó làm gố lên hết trơn, nó phát lên làm gố hết trơn, cái mình mới hết hồn hết trơn, chạy ra coi thử, thì chạy ra coi thì nó không biết nó xảy ra hồi nào và nó ở đâu nữa, nó rớt cái phịch ở đâu trên cao đó, nó rớt xuống cái phịch, nó đứng trên cái miếng giăng trắng nè, nó đấu với mấy con mồi. Giờ nó đang mê, đang đấu với chân rồng rồi. Ơi. Để cho nó mê mê chút, đừng mình gình gình đó, mình lấy cái này mình úp lại. Qua đấu với con lở bên đây dễ bắt, dắt chân rồng bên đó cỏ không à, cỏ không à, nên nó đi lại gần nó không được, nên cái dắt đây thì nó gần nè, dễ nè. Nãy nó đang đấu bên đây cái ông nội chân rồng bển, ông đem ông bển ông gù quá trời, cái bắt đầu đem chạy vô bển. Đi vô cỏ luôn rồi, nhưng cũng đó thì thua luôn, khổ ghê thiệt, chắc đẻ không ra chòi trống gì hết trơn mà còn bị vuột ra nữa. Máy nó đi đâu mất mẹ, đi đâu hồi chào nó mất tiêu rồi. Đứng phước chỗ cái lùm sậy đó nè, đi ra đi, đi vòng qua lỡ đi con, vòng qua con bên đây đi, ra con ngoài nè. Hồi nãy nó gớt chỗ con chuông với hai con thổ này, hai con thổ trong thì cũng dễ bắt nữa nè, mấy con thổ, mấy con ngoài trống này nó không gớt, đem nó đeo cái ông nội ở trong bịch này. Mẹ lại được con mồi cái cho nó khỏe người coi. Người đang để chờ cho nó mê nó mùi nè. Nó mê được mình có gì mình lại gần nó không có không, nó ít có phản xạ. Chứ giờ mà nó nhào lại gần nó là phản xạ, nó quẳng hồn, nó tóc nó bay đi cái gọi là ở chuồng luôn anh em ơi. Qua đây đi con. Qua con già đi.
ra con ngoài này thì dễ bắt này nè, nó thầm ra. Đi vô con cỏ nữa. Rồi mình tạm dừng đi nha anh em, để mình gình gình coi mình bắt được nó không nha anh em ơi, chứ một tay cầm cái điện thoại này hoài cho nó khó làm ăn quá anh em ơi. Đây anh em ơi, đây nó đi qua con đây rồi. Nãy giờ mình quýnh hết trơn, mình quýnh quán hết trơn, mình quay cái điện thoại mình quay ngược luôn nè, nên cái quy giáo nãy giờ quy giáo đảo ngược luôn. Đá luôn đi, đá cho mềm mềm đi. Phơi nắng luôn đi. Thôi nha anh em ơi, mình để mình gần bắt nó coi anh em ơi. Đây, hên quá anh em ơi, bắt lại được rồi. Xúc một hồi. Hên quá anh em ơi. Ốp mới lại được. Mình lấy cái ốp á. Mình lấy cái ốp mình đi cho nó đi cho nó vòng nè. Đi lại gần nó cái đầu mình cho nó mùi mùi, cái mình đi lại gần đó mình lấy cái ốp nó ốp với lại nè. Rồi hên quá bắt lại được rồi. Ô thế vậy là anh em mình còn duyên. Thôi vô lòng thôi nha. Rồi kết thúc video đây nha. Cảm ơn anh em đã nãy giờ đã theo dõi. Ông nội bển ông còn hăng nữa kìa. Bển là con lỡ con chân rồng đó anh em. Còn hăng nữa. Bắt lại được con mồi về. Mừng nữa. Mừng quá khỏe lo rồi. Rồi thôi cho em nó vô lòng thôi. Nghỉ không ép đẻ ép đúng gì nữa hết mệt. Lên lòng luôn. Chuyến này mày hả. Tao cho mày lên lòng cho mày ra gần luôn vô cho mày biết với người ta. Cho ra cho đi tác chiến luôn, bắt mày đi tác chiến thấy mẹ luôn cho nè. Ở trong có gái gú đồ này kia mà sung sướng không chịu, rồi chui ra ngoài con máy đi mất mẹ luôn rồi. Chuyến này tao bắt mày ra tao cho mày làm nhiệm vụ luôn. Rồi, cho lên lòng luôn nè anh em ơi. Cho lên lòng luôn rồi. Muốn thoát tim ra ngoài. Mệt. Đây là con TH69 của mình.
nguyên một thời gian hơn 3-4 tháng nay mà anh em không thấy nó lên kênh, nhiều anh em hỏi con TH69 đâu. Thì đó, mình lúc trước mình có đi đánh về được có con mái, mái tốt đẹp lắm, mái tốt lắm. Rồi về cái mình đó giờ thì mình không có chuyên về ép đẻ nha anh em, nên giờ hứng cái bắt đầu cái thấy anh em làm tính bắt chước học theo, dục vô cái chuồng AV đó, dục vô chuồng AV với con mái vô ép đẻ mấy tháng nay rồi mà nó đẻ mà nó ấp luôn, thấy nó đạp nó đẻ nó ấp luôn mà tại sao nó không có nở được con nào chứ, mà làm tài lanh tài lẹt chút xíu nữa sảy mất mẹ, sống mất mẹ con mồi luôn rồi. Giờ con mái nó đi về rừng nó mất mẹ luôn rồi, đi đâu mất tiêu rồi. Nó ở đây anh em coi nè, vườn gừng gú mênh mông mà nó bay lên trời này thì đường nào đâu kiếm, cũng hên thôi. Anh em mình còn duyên, anh em mình chưa hết duyên, đó là do anh em mình chưa hết duyên nên anh em còn trở về với anh. Rồi, chuyến này chuẩn bị cho em mày đi tác chiến thôi.